À, chúng tôi cũng nhận thấy có sự có mặt của anh Trần Đức Túc bên lực lượng cảnh sát. Anh niên trưởng Bùi Đức Lạc là thuộc lên binh chủng nhảy dù. Chúng tôi cũng được biết có anh Sam Hồ là phụ nữ lưu dân của anh đại diện cộng đồng trong lần hỗ trợ lần này. Chúng tôi cũng thấy có anh Harrison Phạm và cô Maria Phạm là một người trẻ dấn thân chúng tôi nhận thấy có ông bà Phạm Hữu Sơn cũng có mặt ngày hôm nay. Ok. Và đặc biệt chúng tôi cũng có một số người bạn Mỹ phía tay trái quý vị đang tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, đặc biệt hệ thống truyền thông media của chúng ta được có mặt rất đông ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Bình, đại diện phóng viên Cao Ly Sâm, anh Trường Kỳ, cô Phương Thúy và đại diện cho Đài Việt Today của nhà báo Lê Đình Bình. Nhà phóng viên Trường Kỳ và một người bạn rất thân thiết của chúng tôi, đó là phóng viên Nghe Lữ. Chúng tôi xin phép được giới thiệu với tất cả quý vị, các vị chức sắc tôn giáo đã có mặt ngày hôm nay với chúng ta. Trước hết tôi xin giới thiệu sư bà Nguyên Tân, trụ trì chùa An Lạc tại Bắc Cali. Chúng tôi giới thiệu thầy Thích Đức Tuấn, trụ trì tại chùa Pháp Vương ở Miritat. Chúng tôi giới thiệu sư bà Thông Luận và sư bá Phúc Tuệ và sư bá Phúc Tuệ cũng có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Có thể chúng tôi không giới thiệu đủ tất cả quý vị, nhưng mà nếu như quý vị thấy rằng có cái nhu cầu để muốn cho mọi người chúng ta biết nhau thì xin quý vị báo cho tôi biết nha. Và đồng thời chúng tôi nhận thấy có ông Phan Ngôn Nghiệp, cựu thiếu tá cảnh sát, cũng là một người trong ban bầu cử, đang chuẩn bị bầu cử ban đại diện cộng đồng cũng có mặt ngày hôm nay. Được nữa chúng tôi hôm nay là cũng là một vinh dự đón tiếp của chúng ta một người lính hải quân Hoa Kỳ gốc Việt, đó là anh Trần Gia Phước. Xin mời anh tay lên cho mọi người biết. Rồi, là một người lính hải quân nha. Chúng tôi cũng giới thiệu ở đây lực lượng Thủ Đức và có anh chủ tịch anh Nguyễn Minh Đường và có anh Hoàng Minh là hậu vệ của lực lượng Thủ Đức và anh Trần Quốc Việt cũng là một điên trưởng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Và anh cũng có một cái bút danh là nhà thơ Thái Hảo. Xin chào anh Quốc, chào quý vị. Cái tầm mình là đủ rồi, cần gì phải số. Kính thưa quý vị, chúng tôi cùng xin thay mặt ban tổ chức giới thiệu liên trường sự quan tâm của Đức cho liên trường nhiều nhân hướng dẫn đến để tham dự với chương trình này.